Alo alo, dạ em xin mến chào quý đại gia đình thân yêu của em nha. Chào mọi người đã đến với kênh YouTube của em. Và lời nói đầu tiên xin cho em được kính chúc sức khỏe đến đại gia đình của mình. Và chúc cho mọi người có những giây phút vui vẻ và thư giãn khi xem những cái clip tâm sự và chia sẻ của em nha. Thì bữa hôm nay là một cái chủ đề về cũng là đàn ông và phụ nữ và con gái luôn. Chủ đề này rất là hay. Mời mọi người cùng theo dõi cái chủ đề của em ngày hôm nay rất là hay luôn. Phụ nữ thích ngắm nhìn cái bộ phận nào của đàn ông nhất đó. Phụ nữ hay là con gái thì họ cũng là có những cái tư tưởng và có những cái suy nghĩ nó khác so với nam giới rất là nhiều, cho nên là đôi khi là cái ánh mắt, ánh nhìn của chị em phụ nữ thì có thể là các anh chưa bao giờ có thể suy nghĩ ra được là trời ơi, chị em phụ nữ con gái là thích ngắm gì của mình nhất vậy ta. Theo các anh thì là cái thích ngắm gì nhất à? Thì đối với em thì em cũng thích ngắm nhìn rất là nhiều thứ, nhưng mà để mà nói chung chung về chị em phụ nữ á, là em phải cho một cái câu trả lời nó phải hay và nó ngắn gọn nhất để gửi đến cho các anh trong cái video clip này. Đối với các anh chàng thì có nhiều người người ta biết rồi, nhưng cũng có nhiều người ta chưa biết. Đối với những ai mà chưa biết thì có thể xem clip của em là sẽ bảo đảm không làm cho các anh thất vọng luôn. Đó, thì con gái hay là phụ nữ thì họ cũng có những cái sở thích rất là động trời, rất là bá đạo, ví dụ như em. Cho nên là khi mà bước vào để mà chuẩn bị mình gặp một cái người đàn ông, hay là chuẩn bị lần đầu tiên mình đi ra mắt bạn trai đó, thì cái điều đầu tiên, cái bộ phận trên cơ thể một người đàn ông mà khiến cho cái người con gái rất là thích ngắm nhìn nhất, theo các anh đó là gì? Dạ đúng rồi ạ, đó chính là cái cơ ngực. Cái cơ ngực và cái cơ ngực có nghĩa là cái người đàn ông đó, người ta có một cái cơ bắp nó cuồn cuộn, nó săn chắc như vậy nè, là những người đàn ông người ta rất là chăm chỉ tập thể thao, thể hình, duy trì một cái vóc dáng, một cái thể trạng nó khỏe mạnh như vậy, để cái người con gái đó người ta cảm thấy được che chở, được bảo vệ. Cho nên là nhìn chung thì hết 80 mấy%, 90% là chị em phụ nữ là ai cũng thích một người đàn ông có cơ thể săn chắc khỏe mạnh hết, đúng mà. Và cho nên là cái điều này nó khiến cho là các anh chàng của chúng ta ở đây, mình có thể là khi mà chuẩn bị mình đi tán gái, mình cua gái đó, thì mình sẽ không cần phải đẹp trai, chỉ cần là chuyên tập thể dục thể thao để cho cái cơ thể mình nó khỏe mạnh, để muối nào nó ra muối đó, thì sẽ bảo đảm là các anh sẽ dễ dàng tán tỉnh một cái cô gái hơn đó. Bởi vì đa phần là chị em phụ nữ đều thích cái điều đó. Thế thì chị em phụ nữ họ thích ngắm cái bộ phận nào tiếp theo trên cơ thể một người đàn ông? Dạ đúng rồi ạ, đó là gương mặt. Nếu như một người đàn ông mà có gương mặt điển trai, ưa nhìn, dễ nhìn thì sẽ thu hút được rất là nhiều ánh nhìn của chị phụ nữ. Nhưng nếu như không cần điển trai vẫn được, miễn sao là người đàn ông đó người ta có một con mắt ha, con mắt biết nói, gọi là ánh mắt là cửa sổ của tâm hồn á. Nếu như một người đàn ông mà có một cái da mặt sạch sẽ, không có mụn nè, không có tàn nhang nè, thì sẽ cũng khiến cho rất là nhiều cô gái cảm thấy siêu lòng bởi những anh chàng có da mặt sạch sẽ. Để mà có một láng da mặt sạch sẽ thì rất là dễ dàng, các anh có thể mua những cái sữa rửa mặt, những cái kem để làm cho cái da của mình nó mịn hơn ha. Và cái đôi mắt nó cũng khiến cho chị em phụ nữ họ rất là bị xao xuyến bởi cái ánh nhìn, bởi những cái anh chàng nào mà có đôi mắt biết nói giống như vậy. Tại vì cái đôi mắt á, nó làm cho các chị em phụ nữ cảm thấy là trời ơi, cái ánh mắt của anh này sao nhìn nó lãng tử, nó dễ thương, nó hiền quá, giống mắt này tơ cha 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 quá. Thì chị em cũng rất là say mê cái ánh mắt đó. Tiếp theo đó là cái đôi môi. Các anh nên chăm chút cho cái đôi môi của mình, không để cho nó bị khô, bị nứt nẻ ha. Tại vì cái điều đó làm cho chị em phụ nữ cảm thấy không có được đẹp trong mắt chị em. Cho nên là các anh giống như là mình uống nước nhiều, mình cho cái làn môi của mình nó không có bị khô ha. Và cái điểm quan trọng đó là râu. Người đàn ông thì nếu mà phong độ hay không là phải nhìn cái râu ha. Và thường thường người phụ nữ châu Á thì họ cũng thích những người đàn ông có râu lắm, nhưng mà đa phần thì hình như là họ không thích có râu. Nhưng em không biết là như thế nào, nhưng đối riêng em thì em thích những người đàn ông có râu, bởi vì cái râu nó thể hiện một người đàn ông nó nam tính, nó có cái gì đó, nó thể hiện cái sức mạnh, cái tiềm tàng ở bên trong. Đơn giản bởi vì em không có râu cho nên em thích người đàn ông có râu. Không biết là chị em phụ nữ khác còn người ta nghĩ như thế nào, nhưng một người đàn ông có râu thì bảo đảm sẽ thu hút được rất là nhiều ánh nhìn của chị em phụ nữ. Cho nên các anh nên để lại một cái hàm râu nhỏ nhỏ, nhìn cho nó nam tính nha, chứ đừng có cạo cạo hết. Như vậy thì nó
nhiều người thì chị em phụ nữ cũng thích, nhiều người thì không. Riêng em thì em thích người đàn ông có râu, khổ ghê vậy đó. Và tiếp theo đó là cái cơ thể, một cái bộ phận trên cơ thể người đàn ông mà khiến cho người phụ nữ rất là thích ngắm nhìn nhất, đó chính là cái gì đây trời, cái bờ mông ha. Đối với nhiều người đàn ông thì người ta để cái chỗ khác, nhưng mà chị em phụ nữ họ thích ngắm nhìn cái bồ mông, là cái nơi mà người phụ nữ họ chỉ liếc nhìn thôi, bởi vì nơi đó là thể hiện cái điều gì đó, nó lôi cuốn, nó làm cho chị em phụ nữ họ rất là thích ngắm nhìn đó. Riêng cá nhân em thì em cũng thích, giống như em cũng thích đâu cái đúm lúm lại là một người đàn ông mà đẹp trai, rồi trời ơi có bắp cùng cũng sáu múi rồi, bồ mông mà ai mà không thích, đúng không? Cho nên là cái clip này em không phải là chia sẻ riêng chị em phụ nữ, mà riêng cá nhân em luôn đó, những cái sở thích của em cũng đặt ở trong cái video clip này luôn. Thì tiếp theo mình sẽ cùng tìm hiểu thêm những cái vị trí nào, cái cơ thể mà bộ phận trên cơ thể nào mà chị em phụ nữ con gái lại thích ngắm nhìn nhất đây. Đó hình như là cái tóc, đúng rồi. Nam giới mà nếu mà sở hữu một cái mái tóc vừa nam tính vừa mod, theo cắt theo kiểu Ronaldo, hay là cắt theo cổ kiểu những cái kiểu mà vuốt vuốt keo lên, trời ơi, nhìn dễ thương quá trời, đẹp trai men quá trời men luôn. Thì những cái chị em phụ nữ nào người ta cũng rất là thích những người đàn ông có một cái mái tóc nó vừa modern, nó vừa hợp thời trang mà vừa trẻ trung nữa. Cho nên là các anh nên khi mà quen bạn gái, hay là chở bạn gái đi chơi, hay là lần hẹn nhau gặp đầu tiên, thì các anh nên chăm chút mình cắt tóc rồi tỉa râu rồi cho gọn gàng, ăn bận sạch sẽ ha. Đặc biệt những cô gái thì họ rất là thích những người đàn ông sạch sẽ, có mái tóc và đẹp. Mái tóc đẹp ở đây là không cần phải là mốt theo thời trang nhiều lắm đâu, chỉ cần là sạch sẽ nè, không có gầu nè, không có những cái thường thường những người đàn ông ở Việt Nam hay là người ta hay đi Honda đó, đội nó mũ hiểm á, thì đội lâu quá thì cái nó mũ hiểm nó làm cho da đầu mình bị ẩm ha. Cái tóc của mình nó sẽ có những cái dầu ở trên cái tóc đó, nó làm cho cái đầu của mình nó không có nhìn trông, nó không có thẩm mỹ lắm. Cho nên là trước khi chơi bạn gái thì Ngọc khuyên ha, đây là cái lời khuyên rất là chân lành thành luôn, là các anh nên gội đầu cho sạch sẽ thơm tho rồi hãy đi chơi, đi hẹn chơi với bạn gái, thì đó sẽ là cái phong cách men của mình nó sẽ tăng lên rất là nhiều lần luôn. Và ngoài ra còn có những cái bộ phận trên cơ thể một người đàn ông thì nhiều chị em phụ nữ cũng thích ngắm nhìn lắm, rồi ví dụ như là củ quý hay là gì đó, thì đó cũng là những cái điều mà chị em phụ nữ họ rất là thích ngắm nhìn, nhưng mà có cái là người ta không bao giờ nói ra hết trơn. Và cảm ơn tất cả đại gia đình của mình rất là nhiều vì đã xem cái video của em, nhưng mà hổng rày thì em kể video nhờ những cái câu chuyện tiêu lâm cũng khá là nhiều rồi. Cho nên là bữa nay em muốn chuyển sang là tư vấn về cái chuyện phụ nữ đàn ông thích gì và ngắm nhìn cái bộ phận nào, thì em cũng chia sẻ tất tần tật trong clip này. Cảm ơn đại gia đình của mình rất là nhiều vì đã xem tới cái phút và cái phút 8 phút này của em nha. Và chúc mọi người một ngày thật là nhiều niềm vui, và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo. Xin chào.